trong phòng gym á, nếu mà chúng ta làm mất đi cái cảm giác, cái feeling là cái buổi tập ta thất bại. Vlog thực hành, thiết thực, cụ thể, châm biếm, hài hước, phương pháp tập gym đúng chuẩn. Tứ trụ Sài Gòn, gym triệu đô, đẳng cấp 5 sao, gym chúa Duy Nguyễn, THOL. Ở trong cái giáo án á, thì Duy chỉ các bạn là đầy đủ luôn, phụ kiện rồi nó kia kiểu, đúng không? Còn ở đây á, là Duy tập theo cái phong cách, và Duy tập theo, nói chung là Duy tập lâu rồi, thì có thể sẽ đổi một chút xíu trong đó, nghe đổi chút xíu trong đó, mà Duy sẽ giải thích tại sao Duy đổi. Bây giờ cũng dumbbell á, là tập nhanh, không có sử dụng cái này. Tại sao? Tại sử dụng cái này nó lâu. Dumbbell á, là mà tập hai cục á, thì sử dụng cái này nó hơi vướng, nên Duy không thích. Duy thay vào đó là Duy tập nhanh, hai cục dumbbell không lâu được mà. Đó là ý đồ để chúng ta pump cơ nha. Go! Cái động. Bây giờ lên 20. Bao nhiêu rep này? Tập mệt nghỉ. Tập đuối nghỉ. Không có khái niệm rep. Nhưng mà tối thiểu là phải 8 rep. Nha. Tối thiểu là 8 rep. Set thứ 2. Nghỉ 1 phút thôi. Trong phòng gym á, nếu mà chúng ta làm mất đi cái cảm giác, cái feeling là cái buổi tập ta thất bại. Cái mà Duy muốn truyền tải cho các bạn đó là ngọn lửa, là feeling, là cảm hứng gym, chứ không phải là tập bài này kết hợp bài này nó ra được cục cơ này. Cái đó là mấy thằng lừa tình trên mạng nha. Vô. Lên 25. Anh Duy đang bị cúm các bạn. Cúm corona đó bạn. Tập cái này không có thả hết tay nha. Nhìn nè. Không, Duy thả tới đây nè. Không có để như vậy nha. Đó, vậy thấy không? Thả tới đây nè. Xong rồi giật á, mấy cái đầu á nó còn mạnh á, giật lên đây. Phun răng. Mấy cái sau mà nó te nách rồi đó, giật như vậy thôi. Động liên tục. Đó. Mình thả chậm đúng không anh? Lên chậm xuống chậm. Không, bài này cứ thả tự nhiên đi. Bài này thả tự nhiên. Tại vì mình tập ở trong một buổi tập á, nó cần phải có nhiều cách kích thích cơ khác nhau. Nếu mà chúng ta chỉ có một cách là thả chậm xuống nhanh, thả chậm lên nhanh, thả chậm lên nhanh đó, để nhanh trẻ. Set mấy rồi? Set 3. 25kg một set. Mới tập ra vừa rep đi. Cố gắng duy trì cường độ. 10, 15, 20, 25, 30. Thì cái này rep cuối. Rep cuối chơi hết mình đi. Tầm này bộ đạo lý gì nữa. Chơi hết mình luôn. Hết mình luôn. Để xem anh Duy thực hiện bao nhiêu rep trong set này. Set cuối cùng. Bắt đầu.
không sao, quá tuyệt vời. Tổng cộng là khoảng 25 giây. Vậy là đã hoàn thành xong một set rồi các bạn. Dumbbell. Chúng ta phục hồi. Không có hả? Đang thở uống chưa nổi. Là một chiến binh thể hình, đồng thời là một giám đốc gymer. Với tinh thần máu lửa nhiệt huyết, chân thật vui nhộn. Mắt như mắt trăng. Nặng quá rồi, nặng. Được đầu tư với kinh phí siêu khủng. Tuyệt kỹ tinh hoa và đẳng cấp thể hình. Kêu phong tập giả. Gói gọn trong Duy Nguyễn Kim Phổ tầng 5. Được ghi hình tại BBT quận 12, 535 Lê Văn Khương, phường Hiệp Thành. Trung tâm gym hoành tráng triệu đô. Máy tập Mỹ 150 triệu. Máy leverage đa dạng, chất lượng cao. Tạ PU cao cấp 100.000 trên ký. Máy tập Selectorize 80 triệu. Rực sáng một phương trời về đêm. Trang phục tập luyện cao cấp. Nội thất vệ sinh xịn sò, bồn tiểu 26 triệu. Zumba, yoga, belly dance. Thiết bị cardio siêu hiện đại. Free thực phẩm bổ sung, không gian sang trọng. Giá chỉ từ 400.000 một tháng. Hay thì share và like đi ba. Cửi gì? Đăng ký chưa? Cái gì cũng biết chứ có biết đều là không biết à. Có chùa hoài.